Theo dõi chương trình Việt Face của chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa thu và Tết Trung Thu chúng tôi cũng đã ăn mừng rất lớn khắp phố Little Sài Gòn, Nam California và các nơi nữa. Thật là vui và sống động. Rất là cảm ơn các nhà tài trợ và các nhà tổ chức cho các em những cái sinh hoạt rất là vui và đặc biệt với gia đình trong tuần rồi. Và chúng tôi cũng cảm ơn các chùa, các cơ sở tôn giáo, các trung tâm đã có những cái chương trình Tết Trung Thu năm nay đặc sắc hơn mọi năm. Hôm nay chúng tôi có mời lại được một nhân sĩ cộng đồng, đó là cô Trần Thanh Hiền, cũng là một nhà giáo và một giám sát của cộng đồng chúng ta sinh hoạt từ lâu năm. Nguyên Thủy thì bà ấy cũng sinh hoạt với Liên đoàn cử tri Mỹ gốc Việt, tức là lúc đó chúng ta đang vận động để có thêm những lá phiếu ủng hộ các ứng cử viên gốc Việt, và cô đã sinh hoạt với nhiều tổ chức cộng đồng trong nhiều thập niên. Bây giờ thì cũng đã lớn tuổi 70 mấy rồi nên về hưu. Thì chúng tôi cũng mời được cô, và cô cũng đã ưu tiên cho chương trình Vietface của chúng ta với Đỗ Vinh hôm nay. Xin kính chào cô Trần Thanh Hiền. Vâng, xin trước hết xin kính chào quý đồng hương, khán thính giả của đài Vietface, và xin chào tiến sĩ Đỗ Vinh. Cảm ơn đã mời tôi trở lại cái chương trình này để nói chuyện với đồng hương. Xin cảm ơn. Và cảm ơn cô. Cô cũng đã lớn tuổi rồi nhưng mà bây giờ thì sinh hoạt cộng đồng rất là giới hạn. Tuy nhiên vẫn theo dõi và nhất là bắt đầu đi vào mùa tranh cử năm nay cũng như là năm tới, thì cô thấy những cái sinh hoạt với các dân cử hiện nay như thế nào? Xin mời cô đánh giá từng người từ các chức vụ ở địa phương chúng ta. Vâng, thì thưa tiến sĩ, nói là đánh giá thì nói sự thật ra tôi không dám, nhưng mà có những nhận xét thì tôi có thể có nhận xét, bởi vì làm việc ở cộng đồng bao nhiêu lâu năm, làm rất là gần gũi với quý vị dân cử, và tất cả những người mà hoạt động cộng đồng ở đây tôi đều biết hết, tại vì đã trên 33 năm rồi. Đó, từ ngày mà có cái cộng đồng Việt Nam đầu tiên là tôi đã hoạt động ở đây. Trước đó thì tôi hoạt động ở trong các cái hội đoàn thôi, như hội con niên ở Mỹ đó thì hoạt động trước, nhưng mà sau này từ đó là tôi ra ngoài cộng đồng với sự mà mời gọi của những người thời đó. Và theo như lời tiến sĩ Đỗ Vinh thì thật sự ra tôi có những nhận xét sau đây. Tất cả các cái dân cử gốc Việt mà tôi quen biết và đã từng ủng hộ đó, thì tôi thấy là nói chung là họ rất làm việc rất tốt, rất là tận tâm với những công việc được giao phó, và rất là có cái lòng với cộng đồng. Nhìn là biết, chứ không phải là nhiều người biết điều đó. Và chính vì vậy mà họ cứ tái cử hoài. Cái điều đó là chúng ta thấy đồng hương người ta biết hết, người ta tinh lắm. Không cần phải ai mà nói xấu hay là bôi bác họ để mà họ mất uy tín đâu, không. Ở đồng hương này đừng hòng. Ngược lại đó, bao nhiêu người đi biểu tình chống những người ra ứng cử dân cử, thế nhưng mà họ vẫn thắng, mà lại còn thắng lớn nữa. Như tiến sĩ Đỗ Vinh đã thấy đó, thời gian vừa rồi đó, như ông Nguyễn Quốc Lân đó, luật sư Nguyễn Quốc Lân đó, ông làm 20 năm trời không mang một cái tiếng tăm gì, mà ngược lại lại còn giúp cho bao nhiêu học sinh Việt Nam của chúng ta ở đây. Đồng hương người ta biết, ta có mắt ta biết hết chứ. Thế nhưng mà đã có những người biểu tình là mấy lần luôn để chống, nhưng mà sau cùng thì đã thua. Họ thua là bởi vì ông ta không những thắng cử mà lại còn thắng cử lớn nữa. Thành ra có bôi bác, có làm các điều xấu xa, bôi nhọ họ, nhục mạ họ, nghĩa là hoặc là nói thẳng ra là bịa đặt những chuyện cho họ, thì chụp mũ đó, người ta gọi là chụp mũ đó, thì họ là người tốt, họ vẫn là người tốt và họ sẽ vẫn được thắng cử. Thành ra tôi vẫn nói với mấy người đó là đừng có sợ gì hết á, mình cứ làm tốt đi thì đồng hương biết hết, chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là đồng hương người ta không có mắt, người ta biết hết á. Vâng, cảm ơn cô Hiền, và chúng tôi cũng chứng kiến những cái việc tích cực cũng như là tiêu cực. Thì tích cực thì chúng ta thấy quý đồng hương chúng ta rất là sáng suốt và cũng thường xuyên dồn phiếu cho những ứng cử viên gốc Việt xứng đáng và làm việc tốt cho cộng đồng. Ngoài trừ những thành phần mình không biết vì lý do cá nhân hay tổ chức hay gì gì đó, thì cũng có những sinh hoạt tiêu cực. Mà cũng có những nhân vật hoàn toàn là không có vì tổ chức hay là vì quốc gia hay là vì một cái chánh nghĩa gì cả, mà là cá nhân. Thì họ cũng phá rối rất là nhiều. Thì cô cũng biết, và những cái sinh hoạt đó cô đã thấy nó ảnh hưởng cái sinh hoạt chính trị và đời sống chúng ta ở đây như thế nào? Thật ra gần đây, thì không phải gần đây mà trước đây nữa, nhưng mà đặc biệt là gần đây thì có một vài người, không nói là nhiều, ở trong cộng đồng. Tôi không nghĩ là do
tranh giành ảnh hưởng do ganh ghét thế nào đó với một số các ứng cử viên hoặc là những dân cử mà chúng ta gọi là người quốc gia đó, mà nhóm hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa đó làm việc rất tốt ở đây đó, thì họ cứ gọi là họ cứ chụp mũ cho những cái tiếng như là làm việc với người thân cậu. À, không biết ai là thân cậu ở đây tôi không biết, mà tôi thấy chính cái người mà nói là làm việc với, nghĩa là chụp mũ người ta, thì lại những người đó lại làm việc rất là sát với người thân cậu, những cái đài thân cậu, thì họ lên trên đó họ nói xấu người quốc gia, chửi bới người quốc gia để làm gì? Để cho ở Việt Nam nó biết tất cả những cái tình trạng và bôi xấu những cái người, những người tôi gọi là elite, những người tốt hơn, những người mà thành phần mà yêu Việt ở đây được đồng hương bầu vào các chức vụ dân cử, thì họ bôi bác, họ làm bẩn thỉu cái mặt mũi đi để mà làm xấu hổ cho cái cộng đồng này, thứ nhất với người bản xứ, với cộng đồng bản xứ, rồi thứ hai là đặc biệt là với bọn Việt cộng ở Việt Nam. Được. Tôi rất là buồn và tôi rất là trầm tiếc về những cái người này. Cảm ơn cô Hiền nói lên cái tiếng công tâm, và chúng tôi sẽ hỏi tiếp một số những chi tiết nữa, nhưng mà chúng tôi cũng chứng kiến những điều này. Quý vị chỉ cần mở YouTube lên coi thì đầy giấy, và đặc biệt cái một cái hiện tượng rất là lạ lùng, tức là càng chửi các dân cử thì càng có nhiều người bên Việt Nam coi, và chính những người view đó là những người thân cộng, bởi vì họ không có thích một cái hình ảnh mà tích cực cho những người dân cử gốc Việt chúng ta ở đây, đặc biệt những người mà hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, thì những người bên Việt Nam, những người thân cộng thường trực bôi bác, thường trực bóp méo xuyên xỏ để cho những hình ảnh của các vị lãnh đạo này của chúng ta, những dân cử trẻ này bị xấu đi, thì cái này chúng tôi phải lên án, vì cái điều này nó chỉ có lợi cho cộng sản mà thôi. Và những người đang làm điều đó, đã làm điều đó, tiếp tục làm điều đó, chúng tôi sẽ lên án và có thái độ rõ ràng với những thành phần phá hoại và làm lợi cho cộng sản bằng cách là đưa tin rất là bóp méo sự thật và làm xấu đi cái hình ảnh của những dân cử gốc Việt, đặc biệt như tôi nói là những người hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và những người trong hàng ngũ quốc gia rõ ràng. Còn những nhân vật này thì chưa chắc họ là những người quốc gia, chưa chắc họ là lãnh đạo, chưa chắc họ là dân cử và chả có ai bỏ phiếu cho họ. Nhưng mà họ rất là mạnh miệng để mà phá thối, phá hôi và làm nhiều chuyện để cho người cử tri gốc Việt đồng hương chúng ta ngã lòng và không bỏ phiếu nữa. Thế cho nên chúng tôi phải chấn chỉnh tình hình và mời những người lãnh đạo của cộng đồng như cô Trần Thanh Hiền từ lâu năm để quý vị không ngã lòng, không bị vị dân lôi kéo vào những sinh hoạt tiêu cực. Xin mời cô nói tiếp. Vâng, thì thưa quý vị, chắc đồng hương ở đây cũng đều biết, đưa một người dân cử gốc Việt để vào dòng chính rất là khó khăn. Cả cộng đồng này phải dùng cả tiền bạc lẫn công sức đi bỏ flyer từng nhà để mà giúp cho họ. Thế mà giờ có những cái người, nghĩa là tôi không biết, có nhiều người nói họ là tay sai Việt Cộng, thì tôi không nói thật, mình không nhìn thấy, mình không thấy, không có cái proof nào hết, thành mình không dám nói. Nhưng mà cái hành động như vậy là thành thụ tiếp tay để phá hoại cái cộng đồng này. Nhưng mà lúc nào cũng tự xưng là tôi là người chống cộng, nghĩa là đến chiều đến tối, nghĩa là nói là vua chống cộng. Đó, họ nhiều khi họ tự xưng cũng như người khác gọi họ là vua chống cộng. Nhưng mà theo tôi, những người đó là tiếp tay cho cộng sản chứ không phải là chống cộng. Tôi làm việc ở đây lâu lắm rồi. Tôi cũng biết rằng cái đó là chính do những người cộng sản đặt ra cho các nhân vật này đó, để mà khuyến khích họ phá thối thôi. Đúng. Chứ không có ai gọi là vua, chúa gì ở đây hết. Tất cả là những cái sinh hoạt cá nhân rất tiêu cực, thì chúng tôi phải lên án. Còn những thành phần nào mà tranh cử thì cứ việc tranh cử, tức là dĩ nhiên là mình có những cái chức vụ mà 2-3 người gốc Việt, 5-7 người nó gốc Việt tranh với nhau càng tốt, chẳng hạn như là giám sát quận 1 mà luật sư Andrew Đỗ đã mãn nhiệm kỳ vì luật định, thì sẽ có nhiều gốc Việt tranh cử, điều đó không có gì phải chê bai hay là ẩu đả, nhưng đừng chơi dơ, gọi là dirty politics, đâm sau lưng chiến sĩ rồi hù dọa rồi manh nha bao nhiêu cái chuyện gọi là tiêu cực và nói xấu bôi nhọ để ủng hộ cái người mình muốn giúp đỡ, thì cái chuyện đó nó sai quấy. Và chúng tôi phải nói với quý vị phải nhận định cho rõ ràng theo kinh nghiệm và khả năng trình độ, như nào xứng đáng nhất và có khả năng nhất để đại diện cho quý vị, cho chúng ta có tiếng nói và quyền lợi chúng ta được bảo vệ ở các chức vụ. Thì điều đó là chúng tôi chỉ khuyên các đồng hương cử tri là có nhận xét cho rõ ràng như cô Thanh Hiền hôm nay. Xin mời cô. Vâng, thì thưa quý vị, tôi không có phe đảng nào hết, nói thật.
ngay cả tôi là người như là đảng Cộng Hòa, nhưng mà những người mà dân cử ở các đảng khác như ông Joe Biden đây, tôi vẫn ủng hộ như thường. À, như ngày xưa tôi đã từng ủng hộ bà Loretta Sanchez cũng như là ông Lu Correa. Và không những mình tôi ủng hộ, tôi còn kêu gọi mọi người ủng hộ. Những người nào làm tốt cho cộng đồng là tôi ủng hộ hết. À, thì tôi gần đây nhiều người cứ cho rằng là tôi ở phe đảng, phe bên này, phe bên kia. Tôi không có phe nào hết, tôi đứng giữa. Những người nào mà làm tốt tôi ủng hộ, những người nào làm sai tôi chống. Đặc biệt thì tôi chỉ khuyên những cái ứng cử viên sắp ra tranh cử cái chức vụ giám sát viên đó, mà cái chức vụ cũng là lớn thứ nhất thứ nhì ở đây đó. Đó, thì tôi chỉ khuyên quý vị như thế này: nếu quý vị thắng cử được đồng hương bỏ phiếu cho, thì đừng, quý vị đừng bao giờ chấp nhận hoặc là nhân nhượng hoặc là tử tế gì đó đối với cái phái đoàn của Việt Cộng khi họ muốn sang bên này. Muốn sang bên này, họ sang bên này thì họ cứ việc sang, nhưng mà họ đến gần cái thủ đô tị nạn của chúng ta là một cái điều. Họ về bên đó, họ hồi đó tôi được nghe là những người bên đó họ cho biết là họ về họ, nghĩa là họ khuếch, nghĩa là khoe trương ghê lắm, là ông Nguyễn Minh Triết đã được cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản ở đây chống cộng, bây giờ đã tiếp đón ông một cách rất là rầm rộ tại Đa Na Quanh, là ngay thủ đô tị nạn của chúng ta, nghe là sát nhau bên cạnh, nằm trong quận Cam luôn. Đó, thì cái chuyện đó tôi rất là buồn, và hồi đó tôi đã lên tiếng, chứ không phải bây giờ tôi mới lên tiếng. Tôi đã từng lên tiếng rất nhiều về cái chuyện đó, nhưng mà tôi không hiểu tại sao sau đó người ta vẫn bầu cho cô Janet Nguyễn. Tôi không dám nói, tại vì tôi phải nói này, tôi không có một cái thiềm thù gì với Janet Nguyễn hết. Bữa trước đây đó là Janet Nguyễn còn gặp tôi ở chỗ Nhơn đó, là còn tới ôm tôi. Tôi không có hiềm thù gì hết, nhưng mà tôi thấy cái điều đó là không nên. Bởi vì khi mà đồng hương đã bầu lên mình ở đây thì họ tín nhiệm mình hoàn toàn, mà đa số họ bầu những người chống cộng. Họ nói họ không có cần đến vấn đề mà an sinh xã hội, cái gì có thì càng tốt. Nhưng mà cái chuyện đó là nhà nước đã lo cho họ rồi, nghĩa là coi như chính quyền ở địa phương họ lo hết. Thì họ chỉ cần những người đó đại diện cho họ, thứ nhất về mặt chính trị, nghĩa là đừng có đưa cộng sản về đây để quấy nhiễu cộng đồng ở đây, đừng có đi ngược lại chính nghĩa quốc gia. Thì tôi rất tiếc là tôi không hiểu lý do tại sao mà cô Janet Nguyễn, hồi đó cô ấy làm giám sát viên địa hạt một ở quận Cam, thì cô ấy đã để cho cái phái đoàn của ông Nguyễn Minh Triết ở Việt Nam sang đây cái năm 2005, và lúc đó chúng tôi còn làm tổng thư ký của Liên ủy ban chống cộng ở tay sai ở cộng đồng này. Chúng tôi đã cùng với ông Nhơn và bao nhiêu các hội đoàn đã phải kéo thuê bao nhiêu xe bus để chở người, hàng ngàn người đi lên ở trên đó ở Đa Na Quanh để chống. Thì có chúng tôi có họp báo rất lớn ở người Việt lúc đó đó. Thì ông Phan Kỳ Nhơn có yêu cầu là ai biết là cộng sản, phái đoàn cộng sản đến đâu thì làm ơn cho chúng tôi biết để chúng tôi đến biểu tình, đưa đồng hương đến biểu tình. Thì qua một thời gian lâu không hề có một người nào cho biết hết. Nhưng mà tới giờ cuối cùng còn đâu mấy ngày nữa đó, thì được luật sư Văn, lúc đó ông Trần Thái Văn, ông còn làm dân biểu tiểu bang, mà không biết làm sao ông biết được cái tin. Ông báo cho chúng tôi biết, thì chúng tôi mới hỏi tại sao ông biết vậy. Thì ông có nói này, một trong những người bạn thân của ông ta là làm thị trưởng ở Đa Na Quanh, bà đó là bà nữ thị trưởng. Thì bà ta cũng không biết, vô tình bà ta lại gọi ông Trần Thái Văn và nói: ê, tổng thống của mày sắp sang đó, mày có đi đoán không? Đó, thì ông Trần Thái Văn nhờ vậy ông mới biết, chứ thật ra cũng không biết được. Thế mà trong khi đó cô Janet Nguyễn là cái người làm việc tại quận Cam, một trong năm người supervisor, tức như là giám sát viên, mà cô ta khi chúng tôi hỏi ra, cô ta bảo cô ta không biết. Thì cái chuyện đó quý vị có tin được hay không? Cái cuộc tranh cử giám sát viên thì như chúng tôi nói, chúng tôi gặp và tiếp xúc hết, quen biết hết tất cả những ứng cử viên gốc Việt cho giám sát viên địa hạt một, nhưng chúng tôi vẫn chủ trương là luật sư Trần Thái Văn là người xứng đáng nhất, đáng tin tưởng nhất và có khả năng để phục vụ và bảo vệ quyền lợi của chúng ta tại quận Cam ở địa hạt một. Thì những cái quá trình mà quý vị đã nghe cô Thanh Hiền nói ở đây thì cái chuyện đó là có thật và nó tiếp tục tiếp diễn. Và những ứng cử viên mà chúng ta không tin tưởng thì đừng bỏ phiếu cho họ, và phải dồn phiếu cho những người mà chúng ta đã có những cái trải nghiệm rất là tích cực, như là luật sư Trần Thái Văn. Và những ứng cử viên khác thì mỗi người có ưu khuyết điểm, chúng tôi không có đánh giá hết hôm nay, chỉ nói quý vị nhắc nhở rằng chúng ta phải dùng lá phiếu chúng ta
với trách nhiệm và trân trọng, mà không thể dồn phiếu cho những người mà sẽ bán đứng cộng đồng hay là làm sai với quyền lợi của chúng ta. Năm nay thì chúng ta còn có cái tranh cử cho dân biểu liên bang, tức là bà Michelle Steele, và sẽ có hai đối thủ bên đảng Dân Chủ, ít nhất là hai gốc Việt. Thì chúng tôi chỉ nhắc nhở quý vị, nếu quý vị thuộc đảng Cộng Hòa và tin tưởng ở bà Michelle Steele, dẫu bà không phải là gốc Việt, bà cũng là người gốc Á Châu, có thể đại diện chúng ta rất tốt, và bà đã ngồi đã 4 năm rồi, thì quý vị cũng có thể bỏ phiếu lại nếu quý vị đồng ý và ủng hộ bà Michelle Steele. Còn nếu quý vị muốn ủng hộ một người gốc Việt thì phải chọn một trong hai để chúng ta dồn phiếu cho một trong hai người đó trở thành ứng cử viên vào vòng chung kết ở cái tổng tuyển cử vào tháng 11, thì đừng có chia phiếu giữa hai người gốc Việt mà chọn một trong hai. Còn nếu mà quý vị đồng ý với bà Michelle Steele thì hãy dồn phiếu để bà thắng trong sơ bộ luôn, tức là 51% hoặc là 50% cộng một lá phiếu thì đã đắc cử hẳn rồi. Thì một trong hai tình huống đó là tốt nhất. Đó là ý riêng của Joe Dovin. Cuối cùng còn 5 phút, xin mời cô có những lời gì nhắn nhủ với các cử tri cũng như dân cử gốc Việt. Vâng, thì với tư cách một người hoạt động cộng đồng ở đây trên 30 năm, tôi rất gần gũi với lại làm việc chung với một số những cái quý vị dân cử ở đây. Như quý vị, tôi đã từng nói chuyện ở trên các đài, thì tôi chỉ xin quý vị rằng nếu quý vị biết rõ cái background, tức như là cái quá khứ đó, cái quá trình hoạt động của họ, thì chúng ta hãy bầu. Nếu chúng ta không biết, mà người đó dù là Việt Nam đi nữa, mà nếu chúng ta không biết gì về quá trình của họ, đặc biệt là cái tinh thần chống cộng của họ có hay không, thì chúng ta đừng nên bầu. Rất là nguy hiểm quý vị ơi. Bởi vì chúng ta đã bầu lầm một số người và một vài người thôi, chứ không nói một số ở trong cộng đồng này, và đã đưa cái cộng đồng này đến gần đây là quý vị thấy không? Cái tinh thần chống cộng không còn nữa. Tôi phải dám nói như vậy. Bây giờ tôi hỏi thật cho quý vị, có ai mà có thể kêu gọi được 100 người đứng ra biểu tình chống cộng? Thì tôi nói thật, tôi rất là phục quý vị. Thật sự ra bây giờ rất là khó, là bởi vì cái hình ảnh chống cộng đã bị giống như là có những cái bọn Việt gian nó làm cho hoen ố đi. Và những cái người mà có uy tín có thể đứng ra để mà tổ chức những cái cuộc biểu tình á, thì coi như nó cũng đã làm cho hoen ố. Như là ông Sạc Ly Nguyễn Mạnh Chí ngày xưa đã từng tổ chức những cuộc biểu tình có hàng 10.000 người. Tôi nói dám nói thật, không phải ở đây mà ở Mai Square Park. Cái thời mà chống cái Việt Nam mà lúc đó nó coi như về tôn giáo đó, là cha Nguyễn Văn Lý rồi đó. Đó. Thế nhưng mà bây giờ tôi dám nói rằng ông Sạc Nguyễn Mạnh Chí không thể nào tổ chức được một cái buổi, nghĩa là biểu tình chống như vậy được. Và bất cứ ai, ngay cả ông Phan Kỳ Nhân cũng bị hoen ố do một số những cái việc làm của ông ấy, do bị mua chuộc, cộng sản mua chuộc. Chứ nếu mà nói là ông Phan Kỳ Nhân là cộng sản, tôi không bao giờ tin nhé. Tôi làm việc sát với ông. Nhưng mà có thể vì tiền bạc. Tiền bạc là vì do cái đền thánh, ông không có đủ tiền để đóng góp vào cái đền thánh mỗi tháng để trả tiền, cho nên dùng tiền của ai đó. Thì chúng ta biết những cái tên Việt gian nó đứng đằng sau để nó phá hoại ông Phan Kỳ Nhân. Và bây giờ uy tín của ông đã mất hết rồi, quý vị thấy không? Bây giờ là gần như là ông bỏ luôn rồi. Đó, quý vị thấy rồi. Đang. Chúng tôi là những người mà bị đồng hương rất là réo gọi, bảo tại sao chị không ra để mà nói chuyện cho chúng tôi biết. Chúng tôi không có sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi đâu biết người nào để bầu. Rất nhiều người gọi tôi, nhưng mà tôi nói thật, tôi rất là yếu. Nhưng mà tôi rất nể ông tiến sĩ Đỗ Vinh. Và tôi thấy cái việc này nó cần thiết nữa. Tới ngày bầu cử rồi mà bây giờ rất nhiều đồng hương rất là do dự, không biết bầu cho ai. Họ cứ bảo bây giờ quý vị làm việc cộng đồng, quý vị mới biết, chứ chúng tôi biết gì nhiều. Thành ra dù là họ cũng tin tưởng lắm, nhưng mà tôi buộc lòng, tôi rất là đau. Chân tôi đi không được, tôi phải đi gậy, quý vị thấy. Nhưng mà tôi vẫn phải lên đây để mà trình bày với đồng hương. Không ngoài cái mục đích nào, là cái mục đích muốn cho cộng đồng chúng ta được tốt đẹp và thăng tiến. Với những cái người ứng cử viên và những dân cử rất quý giá của chúng ta, mà chúng ta đã mang bao nhiêu công sức ra để mà bầu lên cho họ, thì bây giờ có những người đó tìm cách để đánh phá, để mà bôi bẩn họ, làm cho họ mất uy tín. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta, cộng đồng chúng ta bây giờ đâu có lãnh đạo, đâu có ai lãnh đạo ngoài những cái vị mà dân cử chúng ta bầu vào. Đây là lãnh đạo của chúng ta. Thế mà bây giờ bôi bác lãnh đạo, bôi bẩn lãnh đạo, thì ai là người mà lãnh đạo cộng đồng này? Được. Ai mà tin tưởng quý vị nữa? Thành ra chúng tôi rất là thiết tha kêu gọi đồng hương, quý vị nên sáng suốt và
giúp đỡ, nhất là cái kỳ bầu cử sắp tới, quý vị nên sáng suốt để bầu cho những người nào mà quý vị thấy, không cần chúng tôi nói, quý vị nhìn thấy rồi. Quý vị đừng tin những cái bọn mà lưu manh phá hoại, nó ăn tiền của Việt Cộng để mà nó dùng cái tiền đó để nó một cách rất độc ác, phá hoại cộng đồng này. Vâng. Xin lỗi vậy. Cảm ơn cô Trần Thanh Hiền đóng góp tiếng nói công tâm về những vấn đề chính trị xung quanh Little Sài Gòn, Nam California, cũng như là về các sinh hoạt dòng chính của các dân cử gốc Việt. Thì chúng tôi sẽ tóm lược hai việc chính ở đây. Thứ nhất là ở một nước tự do như Mỹ đây, thì chúng ta có quyền dùng cái tự do ngôn luận của chúng ta để phê phán, để bình luận, để nói lên cái quan điểm chính trị của chúng ta. Nhưng cái việc tấn công cá nhân, bôi bác, bôi nhọ là cái chuyện không nên. Không nên thôi, chứ còn không có ai thưa kiện gì quý vị hết. Nhưng mà dùng những cái lời lẽ và không có khiếm nhã để tấn công các dân cử gốc Việt thì, và những người nhân viên của họ, thì đó là một cái hành động phá hoại chỉ có lợi cho Cộng sản Việt Nam mà thôi. Và những người đang làm như vậy dư thừa biết rằng họ đang làm lợi cho Cộng sản, kể cả họ đã bị mua chuộc hoặc là đồng lõa với những cái khuynh hướng như vậy. Và họ càng chửi các dân cử thì bên Việt Nam họ coi càng đông, và họ càng tán đồng cái chuyện đó, vì họ muốn ở đây chúng ta không có lãnh đạo hay là suy yếu đi, như cô Trần Thanh Hiền vừa nói. Còn quý vị mà tấn công lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam thì chuyện gì xảy ra? Điều 331 là một cái điều vi hiến pháp, cũng như là một cái đạo luật rất là tai hại, rất là bất lợi cho những người trong nước, và họ bị xử ép, xử oan theo luật 331. Thì quý vị biết đó là xâm phạm lợi ích của nhà nước. Thì quý vị thấy rằng Cộng sản Việt Nam rất ác độc, và qua tới đây họ cũng tiếp tục rao reo, tuyên truyền và bố láo bố léo rằng là cộng đồng chúng ta tiếp xúc họ, không có cộng đồng nào tiếp xúc họ hết, chỉ có những nhân vật mà chúng tôi gọi là bất hảo, những người gọi là tự đại diện cho cá nhân họ chưa xong, tự đại diện cho cơ sở của họ không được, thì lại bảo là đó là đại diện cho cộng đồng, hoàn toàn là sai, sai lệch, khoác lác, và không nên được sự để ý, và không ai ở đây chúng ta không chấp nhận sự đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam ở đây tại nước Hoa Kỳ, có cộng đồng và chúng ta có lãnh đạo, chúng ta cần phải gìn giữ và bảo vệ, cũng như là xây dựng thêm những người xứng đáng để đại diện chúng ta ngay tại Mỹ đây, và riêng về California chúng ta cũng rất là cần thiết có những cái phương hướng như vậy. Một lần nữa cảm ơn cô Trần Thanh Hiền, và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ, sắp sửa vào mùa thu, xin giữ gìn sức khỏe và chích ngừa flu shot hoặc là những COVID booster để chúng ta phòng chống COVID, tại vì COVID vẫn có những cái biến thể rất là nguy hiểm. Một lần nữa cảm ơn cô Hiền. Xin cảm ơn. Xin kính chào. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.